Hello, hello, xin chào cả nhà. Chào mừng mọi người lại đến với kênh của Xí Soạn. Và hôm nay là Xí Soạn thức dậy rất là sớm nha. Bây giờ mới có 5 giờ mấy thôi. Trời sáng rồi nè cả nhà. Nhưng mà chưa có mọc hẳn, mặt trời chưa có mọc hẳn mà không. Mặt trời Xí Soạn thấy đang ở hướng này nè. Đó, Xí Soạn chờ nha. Còn khoảng mấy phút nữa là mặt trời nó sẽ mọc lên. Nhìn đẹp không cả nhà? Thấp hấp dẫn ha. Để coi nó mọc lên sao. Cái mặt trời mọc lên sao? Rồi bây giờ thì rất là lạnh luôn. Nó không phải là nó rất là lạnh nhưng mà đứng ở ngoài á thì lạnh lắm. Bây giờ là 59 độ. Lúc mà mới ở trong nhà ra thì ok. Nhưng mà bây giờ thì đứng hồi lạnh muốn chết, lạnh quéo giò luôn. Nhưng mà sợ không có để lỡ cái cơ hội này. Cho nên là Xí Soạn ráng chịu đựng đứng ở đây. Để chờ cho đến khi nào mặt trời nó lên nha cả nhà. Cả nhà thấy mặt trời lên đẹp không? Rất là đẹp luôn. Chuẩn bị mặt trời hừng 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 đông hả? Sẽ chuẩn bị ló dạng nha. Rất là đẹp quang cảnh xung quanh nè, để Xí Soạn quay chút xíu khi nào ló. Đó, Xí Soạn thấy cái góc này nè. Đó. Cái góc này thì nó đang chuẩn bị ló lên, còn bên đây thì vẫn còn ảm đạm, nó vẫn còn mờ sương đó, mờ sương. Lạnh lạnh đã lắm trời ơi, không có giống như chỗ Xí Soạn ở, nóng dữ lắm. Mà ở đây thì mát mẻ. Xa xa nè, những cái căn nhà xa xa nè. Mặt trời lên đi nào. Vẫn còn mặt trăng trên kia kìa cả nhà. Mặt trăng nhỏ nhỏ nè đó. Lưỡi liềm nha, lưỡi liềm vẫn còn đó. 5 giờ sáng chưa khi nào mà mình đi ra ngoài để mình ngắm bình minh như thế này hết. Nhưng mà tại vì lý do là đang ở trên núi á, thì Xí Soạn nghĩ là nó sẽ đẹp nên Xí Soạn đi ra để ngắm đó. Càng ngày mỗi càng thêm thời gian, ví dụ bây giờ người ta là cả nhà thấy không đó, bắt đầu ở chữ góc này nó sáng dần lên. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? La 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 la. Rất là bình yên luôn, nơi đây rất là bình yên luôn cả nhà ơi. Mọi người vẫn còn đang ngủ đó, mọi người vẫn còn đang ngủ luôn. Xí Soạn đi thức dậy sớm, cố gắng, nó hứa với lòng là sẽ phải thức dậy sớm để đón bình minh. Đó, đón bình minh. Cao bình minh nó như thế nào, bình minh buổi sáng ở nơi đây như thế nào. Thí Soạn coi cái cảnh mà rừng núi rồi này nọ ở Việt Nam á, thì thấy là buổi sáng sớm á, là hay có những cái nhà rồi khói đồ này nọ đó lan tỏa đồ ở trên những cái sườn núi, sườn đồi giống vậy nè, là do ở Việt Nam có nhiều nhà thì buổi sáng mọi người hay nấu nướng á, nhìn khói á, bay lên nhìn rất là đẹp, hoặc đẹp hơn đây nhiều. Đây là chỉ có cảnh núi là đẹp thôi, nhưng mà cái cảnh mà buổi sáng rồi bắt đầu ở Việt Nam các anh chị những nhà của họ đó, họ bắt đầu họ nấu cơm sáng nè, bắt đầu khói bắt đầu nghi ngút bay lên nhìn rất là đẹp luôn, nhìn nó mờ mờ nó đẹp. Còn ở đây thì tại vì đã nói là nhà ở đây mà ai ở trên núi là nhà giàu, nhà đại gia không à. Đó, cho nên là làm gì có cái cảnh mà như người ta đâu có, cho nên là ít có người mà ở trên này lắm, ở trên núi là ít, rất là vắng vẻ luôn. Rồi tại vì đại gia mới ở trên núi mà, tốn nhiều tiền lắm mới ở trên núi. Cho nên là không có nhiều nhà là một, cái thứ hai là không có kiểu ta đâu có giống như Việt Nam mình đâu mà nấu ăn buổi sáng rồi đó. Cho nên là thôi giờ nhìn đỡ thì nha, nhìn không có đẹp bằng Việt Nam mình thôi cũng đỡ nha cả nhà. Nhưng mà đối với Xí Soạn vậy là đẹp rồi, tại vì đám giờ có được đi chơi đâu đâu nè, không có được đi chơi đâu hết, nay mới được đi chơi cảnh mà núi non trùng điệp điệp nhầy chứ hấp dẫn ha. Lên thôi, mặt trời ơi. Lên thôi nào. Bình minh ơi dậy chưa? Cả sáng. Không phải.
Hát lại nha. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Không thuộc bài. Không dám cho cả nhà coi mặt luôn, tại mới vừa thức luôn á, chưa có đầu tóc còn rối bời luôn. Nhưng mà ham ham đi ra ngắm bình minh quá. Cho nên là đi ra đây nè cả nhà. À, đẹp không, đẹp không? À, ngắm không biết khi nào, không biết mặt trời lên là mọi thứ nó sẽ như thế nào. Thì đây, cảnh vật ở đây, mặt trời đang ló ló dạng, ló dạng. Bây giờ thì cả nhà cũng thấy hừng đông đã lên rồi đúng không? Đã mọc lên rồi. Thì bây giờ thôi, bây giờ suy soạn xin tạm dừng video ở đây nha. Chúc cả nhà một ngày mới nhiều niềm vui an lành trong cuộc sống, đón ánh nắng bình minh và mọi điều tốt đẹp nhất cho sẽ đến với mọi người trong một kỳ mới. Và bây giờ thì suy soạn xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở video kỳ tới. Suy soạn đi vô ngủ lại nha cả nhà. Tạm biệt, bye bye, thank you.